Chứng khoán là gì? Theo quy định tại khoản 1 điều 4 luật chứng khoán 2019 thì chứng khoán là tài sản và liệt kê các loại chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký. Chứng khoán phái sinh các loại chứng khoán khác do chính phủ quy định. Có thể thấy, luật chứng khoán chỉ liệt kê các loại chứng khoán chứ không khái niệm về chứng khoán một cách rõ ràng. Do đó, khi tiếp cận về chứng khoán thì chúng ta có thể tiếp cận các khái niệm của từng loại chứng khoán được liệt kê từ khoản 2 đến khoản 9 của điều 4 luật chứng khoán 2019. Thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào? Khoản 14 điều 4 Luật Chứng khoán quy định hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và các hoạt động khác được quy định tại luật này. Thị trường chứng khoán hoạt động bằng cách cho phép người mua và người bán giao dịch cổ phiếu được niêm yết trên một sàn giao dịch cụ thể chủ yếu là trực tuyến và thông qua các nhà môi giới được cấp phép dòng tiền đang chảy vào kênh chứng khoán với ba lý do lãi suất tiết kiệm quá thấp dịch bệnh làm các hoạt động kinh doanh trì trệ rủi ro lạm phát nếu bạn đang có một số tiền nhàn rỗi lo ngại ba vấn đề trên thì bạn không nên bỏ qua kênh đầu tư chứng khoán dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn cách mua vào bán ra cổ phiếu năm chú ý đặt lệnh mua bán chứng khoán trên điện thoại có nên đầu tư chứng khoán hay không lợi nhuận cao trong dài hạn khi nắm giữ chứng khoán thực chất là quý khách đang sở hữu một phần doanh nghiệp. Mức lợi nhuận quý khách thu được khi gửi tiết kiệm là cố định và chỉ khoảng 6, 7% một năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trung bình của các công ty trên thị trường chứng khoán là 20% một năm. Việc của quý khách là chọn ra những công ty có tiềm năng tăng trưởng cao để mua cổ phiếu của các công ty đó, khi công ty làm ăn có lãi sẽ trả cổ tức cho nhà đầu tư hoặc khi giá cổ phiếu tăng lên quý khách sẽ thu được lợi nhuận từ tranh lệch giá mua cổ phiếu và giá bán cổ phiếu chứng khoán là tài sản thanh khoản cao nhất chỉ sau tiền mặt thanh khoản được định nghĩa là khả năng chuyển đổi thành tiền của một tài sản khi buôn bán mặt hàng nào đó quý khách chỉ có thể tiêu thụ được hàng khi có nhiều người muốn mua hoặc bán những mặt hàng tương tự thị trường chứng khoán là nơi tập trung rất nhiều những người mua và bán các mặt hàng chứng khoán nhu cầu mua cổ phiếu hay bán của quý khách sẽ được đáp ứng trong thời gian ngắn bởi những người tham gia thị trường khớp lệnh giao dịch ngay lập tức chứng khoán của quý khách có thể chuyển thành tiền mặt nhanh chóng trong thời đại ngày nay đầu tư chứng khoán không còn xa lạ gì đối với chúng ta nhất là khi ai cũng mong muốn có thêm nhiều nguồn thu nhập nhiều ý kiến cho rằng đầu tư chứng khoán là một nguồn thu nhập thụ động không phải làm gì mà tiền vẫn chảy vào túi Quan điểm đó có lẽ chưa chính xác, bởi bạn cũng phải dành thời gian học hỏi, tìm hiểu, quan sát và lựa chọn. Đôi khi còn phải biết chấp nhận một số đau thương, những việc đó thật sự không đơn giản chút nào. Nhưng thay bằng việc có một khoản tiền tiết kiệm và mang đi gửi ngân hàng với lãi suất chỉ được khoảng 6 7% một năm, kênh đầu tư chứng khoán giúp bạn có thể nhận được mức lãi suất cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, giữa rất nhiều các kênh đầu tư hiện nay, đầu tư vào chứng khoán luôn là một kênh tốt hiệu quả nguyên tắc hợp tác đầu tư chứng khoán quyền lợi của khách hàng đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động đầu tư chúng tôi luôn đặt lợi ích của nhằm đầu tư lên hàng đầu chúng tôi ý thức rằng thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi chúng tôi chỉ thành công khi quyền lợi của khách hàng được coi trọng và coi trọng do đó chúng tôi sẽ đầu tư thận trọng và quan tâm đến tiền định danh của khách hàng thông qua việc áp dụng nhất quán đạo đức nghề nghiệp và tính minh bạch tối đa